Chó Shiba Inu là một trong số 6 giống chó cổ xưa nhất của Nhật Bản. Chúng là những chú chó săn nhỏ bé, nhanh nhẹn, có ngoại hình gần giống Akita nhưng nhỏ bé hơn một chút. Những chú chó Shiba luôn chào đón tất cả mọi người bằng nụ cười thân thiện và khuôn mặt tròn xoe đáng yêu của mình. Vì vậy mà các em ấy được yêu mến và săn đón không chỉ tại Việt Nam mà trên khắp thế giới. Là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhân giống và nhập khẩu Shiba Inu, Dogili Pet Shop là địa chỉ bạn có thể yên tâm đặt trọn niềm tin để mua một chú chó Shiba thường chủng, chất lượng về bầu bạn. Là nhà nhập khẩu nhân giống chó Shiba hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, thành viên của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam VKA, Dogili Pet Shop đã nhập những lứa Shiba Inu đầu tiên để phát triển tại hệ thống trang trại Dogili Kennel ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Lạt từ năm 2017. Để giải đáp sự quan tâm của bạn đọc về giống chó này, trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản, giá chó Shiba Inu bao nhiêu tiền ở năm 2022 cũng như các địa chỉ mua bán chó Shiba thường chủng của Dogili Pet Shop ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Lạt. Mời các bạn cùng xem qua. Về đôi nét giống chó Shiba Inu. Về nguồn gốc, giống chó Shiba Inu ban đầu được lai tạo để săn chim và các loài thú nhỏ và đôi khi được sử dụng để săn lợn rừng. Chúng là một trong 6 giống chó bản địa có lịch sử lâu đời nhất của Nhật Bản. Akita, Lớn, Kisu, Hokkaido, Kai, Shikoku và Shiba. Ngày nay, giống chó này thường được sử dụng làm chó đồng hành ở Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, Shiba Inu thường được nuôi làm thú cưng. Về ngoại hình, với đôi tai vểnh, đôi mắt híp và cái đuôi xoăn, giống chó đến từ đất nước mặt trời mọc này trông giống như một con cáo hoặc có thể giống như một chú gấu nhồi bông bụ bẩm đáng yêu. Shiba Inu thường có bộ lông màu vàng, cơ thể nhỏ nhắn, chắc chắn và nhanh nhẹn. Về tính cách, người Nhật có 3 từ để mô tả đặc điểm tinh thần về giống chó này, đó là Kaani, tinh thần mạnh dạn, Ryoshi, bản tính tốt và Soboku, tỉnh táo. Kết hợp lại, những đặc điểm này tạo nên tính khí thú vị, thông minh và ý chí mạnh mẽ của những chú chó Shiba. Về huấn luyện, do sở hữu tính cách độc lập và đôi khi hơi bướng bỉnh nên Shiba Inu không phải là giống chó dễ huấn luyện nhất. Việc huấn luyện chú chó Shiba của bạn từ khi em ấy còn nhỏ và cho cún cưng xã hội hóa bằng cách gặp gỡ nhiều người, gặp gỡ các động vật khác và ra ngoài nhiều hơn là rất quan trọng. Nhìn chung, Shiba Inu là những chú chó gia đình tốt, trung thành và tận tụy, là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang tìm kiếm một chú chó thông minh, trung thành, đáng yêu để làm bạn đồng hành với gia đình mình, là người bạn đồng hành tuyệt vời đối với bất cứ cá nhân hay gia đình nào. Do số lượng trại nhân giống Shiba tại Việt Nam không nhiều, số lượng chó còn bán ra khá hiếm và thường phải đặt trước cả tháng. Vì vậy, giá chó Shiba Inu khá cao so với mặt bằng chung. Nếu không tìm hiểu kỹ về giống chó này, rất dễ bị lừa đảo mua phải chó Shiba lai tạp giá rẻ. Về giá cả của giống chó Shiba Inu như sau: chó Shiba Inu sinh sản tại Việt Nam có màu red hay còn gọi là vàng trắng thì trên 30 triệu, màu black tan hay còn gọi là đen thì trên 30 triệu, màu trắng thì trên 35 triệu. Chó Shiba nhập khẩu từ Thái Lan thì có mức giá từ 3.500 USD trở lên. Chó Shiba nhập từ châu Âu thì có mức giá từ 5.500 USD trở lên. Chó Shiba mà nhập từ Nhật Bản thì có mức giá từ 10.000 USD trở lên. Các bạn có thể truy cập vào đường link ở phần mô tả để xem nhiều thông tin hơn nha. Về thương hiệu của Dogili, Dogili Pet Shop là thương hiệu thú cưng trực thuộc quản lý của công ty cổ phần Dogili Việt Nam, đơn vị xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh khép kín đầu tiên ở thị trường nước ta, từ trang trại nhập khẩu nhân giống đến hệ thống cửa hàng buôn bán thú cưng tại Hà Nội, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2018, trại giống Dogili Kennel thuộc hệ thống Dogili Pet Shop chính thức được công nhận là thành viên của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam VKA. Dogili đảm bảo chó Shiba Inu con thường chủng, toàn bộ chó con bán ra từ trang trại, hệ thống cửa hàng của Dogili Pet Shop đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo hành sức khỏe lên trong vòng 15 ngày. Chó Shiba Inu trước khi được giao cho khách hàng đều được Dogili Pet Shop cho kiểm tra sức khỏe theo đúng quy trình, được tiêm phòng, được tẩy giun đầy đủ, hỗ trợ tư vấn chăm sóc trọn đời. Dogili Pet Shop sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình nuôi chó Shiba. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì trong quá trình chăm sóc nuôi dạy giống chó này, khách hàng có thể liên hệ với nhân viên của chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Các bạn có thể mua online qua Zalo, Facebook, Instagram hoặc ghé các cửa hàng. Thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 chi nhánh tại các quận: 606-121 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10; 391 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình; 171 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp; 5/17 đường 64, phường Thảo Điền, quận 2. Tại Hà Nội, các bạn có thể ghé 81/95 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tại Đà Lạt, các bạn có thể ghé tại 108 Lý Nam Đế, phường 8, thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tham quan các bé mèo, các bé cún đáng yêu tại nhà Dogili, có thể ghé trang trại Pet Farm tại 125 Quốc lộ 20, tổ Lâm Văn Thạnh, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để check-in nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dogili. Dogili xin chúc các bạn có một ngày ấm áp và sẽ chọn được một chú chó Shiba Inu đáng yêu, thông minh cho riêng mình. Nếu có câu hỏi gì thì đừng ngần ngại comment ở phía bên dưới hoặc liên hệ các fanpage của Dogili hay thông qua hotline 1900 996679.
hoặc 0965 086 079. Dogly sẽ hỗ trợ các bạn 24/7. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau nha. Bye bye.